Mình thấy thì cái chiến lược mà chuyển đổi số phải dựa trên cái chiến lược phục vụ khách hàng cũng như là thay đổi cái trải nghiệm khách hàng, thì đó là một chiến lược mà hầu hết doanh nghiệp thành công sẽ apply, nghĩa là cái customer, cái trải nghiệm khách hàng sẽ là cái nền tảng để xoay quanh những tất cả những cái chiến lược, kể cả chiến lược về kỹ thuật số luôn. Việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng phải là một điều đã được lên kế hoạch sẵn. Với sự nghiên cứu từ trước, những hành vi của khách hàng, những nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả những nhu cầu tiềm ẩn mà khách hàng có thể hoặc chưa thể nhận thức được đầy đủ. Tôi là Vũ Quân Ngọc, tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành với các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình lần này.